Vâng, xin chào bác, chào anh em. Chào mừng quay trở lại kênh Quyết Audio. Video ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho bác anh em một mẫu đẩy hàng chính hãng, giá cực kỳ bình dân thôi. Nếu mà giá các bác có thể theo dõi trên phần tiêu đề. Với giá bây giờ thì anh em mua còn rẻ hơn cả các bác mua cái dòng đẩy tàu về cơ. Em chia sẻ thật lòng luôn đấy. Bên em thì trước đó cũng có bán những cái dòng đẩy còn tầm 28-30 xó. Chắc chắn các bác mua nếu nhiều con sẽ có giá còn cao hơn cả cái hàng chính hãng này cơ. Công suất không cao hơn con này được. Trước mặt các bác đây là một mẫu đẩy chính hãng của Adni các bác nhé. Model là A2650 Plus, nghĩa là 2 kênh 650W một kênh. Những con đẩy hàng chính hãng này thì nó có những gì nổi trội để chúng ta có thể lựa chọn thay vì những cái dòng đẩy không có thương hiệu ở trên thị trường. Cái thứ nhất thì nó có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng đầy đủ và hàng chính hãng thì sẽ có bảo hành rất là dài, bảo hành đến 2 năm cho các bác anh em. Và với em đẩy Adni A2650 Plus này thì công suất là 650W thì thoải mái cho các bác anh em sử dụng ở gia đình với những cặp loa full từ 19:76 rồi 30 hay 40 đều được. Và đặc điểm nổi trội của em Adni A2650 Plus này thì nó đầy đủ các tính năng cực kỳ nổi trội của những dòng đẩy cao cấp. Đầu tiên thì cái dòng đẩy cao cấp thì nó sẽ có những cái tính năng như là chống chập dây loa là một. Cái thứ hai nữa là có quạt gia tốc, có cái thứ ba là cảm biến nhiệt. Đấy. Và hình thức em này thì rất là đẹp. Và một cái tính năng nữa mà rất nhiều các anh em thích dùng những cái mẫu đẩy hàng chính hãng thì là nó có những cái rơ le khi mà tắt mở đấy bác. Đây các bác mở lên nhá thì nó sẽ không cho tín hiệu lập tức ra loa. Nó sẽ như kiểu các bác hay gọi trêu em là con này nó có đề đấy. Đấy. Nó phải chạy một lúc xong bắt đầu nó tăng dần âm lượng từ 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 lên. Không làm cho cái anh em hay bảo là không để cho cái loa bị sốc hay là bị cháy chép. Hoặc là trong trường hợp không may chẳng hạn mà nó bị mất điện chẳng hạn. Hoặc là nó bị chập điện ở nhà mà đột ngột cái con đẩy nó tắt chẳng hạn. Thì em mở cho bác xem. Khi nó ngắt thì nó không bao giờ nó xuất tín hiệu ra loa. Nó sẽ ngắt. Đấy, đóng ngay nhá. Tắt này. Tắt toàn bộ luôn. Không có tín hiệu ra loa, sẽ không có tiếng nổ nữa, nên các bác cực kỳ yên tâm sử dụng. Và một cái nữa đó là cái quạt gia tốc. Quạt gia tốc mà rất nhiều các mẫu đẩy bây giờ chỉ có hàng cao cấp mới có thôi, còn những hàng rẻ thì nó không có đâu. Vâng, với em Adni A2650 Plus này, hàng chính hãng của Adni thì đã có rồi. Quạt gia tốc là gì? Khi các bác sử dụng lâu thì cái mạch nó sẽ nóng lên. Và tương tự như thế thì cái quạt ở trong này nó sẽ phải quay để nó tản nhiệt đi đúng không ạ? Thì cái quạt ở trong này, quạt gia tốc thì nó sẽ chạy theo cái nhiệt lượng mà con đẩy nó đang sinh ra, trong mạch nó đang sinh ra. Đấy. Khi mà cái đẩy nóng lên thì nó sẽ quay khỏe hơn. Còn khi mà cái đẩy này mà nó ở cái mạch nhiệt độ giảm xuống thì cái quạt nó cũng chạy chậm theo. Đấy. Khi mà các bác sử dụng thì nó không phải lúc nào mở cái đẩy lên cái nó chạy vù vù vù, nghe rất là khó chịu đúng không ạ? Đấy nha, mở lên cho bác anh em xem. Có đầy đủ, có màn hình hiển thị đầy đủ thông số cho bác luôn. Dòng điện này, nhiệt độ ở con đẩy ở trong mạch nó đang bao nhiêu. Đấy, các chế độ sử dụng ở phía sau. Nó có 3 chế độ đánh, có cả gộp kênh, có cả chạy mono hay là chạy studio hay là các bác gọi chạy site đấy. Tùy theo các bác anh em có thể sử dụng. Đấy, một lát nữa em sẽ quay sau và sẽ nói kỹ hơn cho bác anh em. Đấy, các bác nhìn đấy nha, khi mà mở lên đấy các bác nghe quạt nó chạy rất là êm. Khi mà luôn đúng không? Và khi mà tắt đi, đấy, tắt đi các bác có thể thấy luôn. À đây, quay cho bác xem nữa. Đấy, nó còn hiển thị thêm các âm lượng từng kênh. Nó hiển thị rõ ràng nhá. Và đây thì nó ghi là -80, -10 các bác bạn lên thì bắt đầu là nó về 0. Đấy, nhiều anh em bảo đang để 0 sau tiếng vẫn ra. Đây các bác nhìn này nhá. Nghĩa là bạn hết lên thì nó sẽ là 0 decibel. Còn các bác bạn hết về thì nó là -80. Rất rõ ràng nhá, từng kênh một nha các bác nhìn nhá. Và quay tất nhiên hàng hãng rồi, hàng hãng nó sẽ có những cái logo thương hiệu này. Hay là ở đây thì các bác có thể là có cái tem cào. Đấy, tem cào để làm gì? Tem cào để kích hoạt bảo hành các bác. Đấy, em quay kỹ hơn về cái tem cào này nhá. Đấy, hàng chính hãng luôn. Đây, các mặt cạnh. Phía sau nữa các bác. Đây, phía sau thì các cổng kết nối đầu ra thì có cả lưu trích, có cả giắc cài cho bác luôn. Đấy, còn đây là các cổng đầu vào và có cả cổng linh đang đẩy khác. Đấy. Ở đây thì đây, em quay cho bác anh em. Tắt đẩy khỏi gió sẽ kêu nhá. Đấy. Ở đây có 3 chế độ đánh này, cả Sprite gộp kênh này hay là panel để chạy mô lô đấy. Tùy theo các bác anh em, các bác nào sử dụng riêng biệt từng kênh thì các bác gạt về studio nhé.
Còn cái này các bác sử dụng của gia đình các bác cứ gạt về 0.775V cho em. Đấy. Về em này thì ngoài các chức năng đấy thì nó sẽ có thêm những cái gì nữa. Em này thì cực kỳ gọn nhẹ. Cực kỳ gọn nhẹ các bác nhé. Cả cái mặt ở đằng nhiều anh em thì sử dụng ở gia đình thì nó sẽ có những cái con đẩy mà các bác mua bây giờ đẩy class AB đấy. Thì nó rất là dài. Nó rất là dài, các bác không thể nào mà mở để trong cái tủ được. Thì cái này em đã đo sẵn cho các bác anh em rồi. Ở phía sau các bác nếu mà có cần ấy, thì các bác có thể đây em đo cho bác nha. Cái tai này có thể các bác có thể tháo rời được. Nó có ốc đây, tháo rời được nhá. Để nó cho nó để cho nó ngắn lại. Kéo ra cho bác. Nếu như mà anh em nào cần ấy, để mà tháo cái tai ra ấy, thì nó chỉ còn 32,5 đấy các bác nhá. Đấy, 32,5 thôi. Đấy là chiều sâu. Còn chiều ngang này thì tổng chiều ngang ở đây. Hết hai tai luôn thì là nó là 48. Đấy, 48 các bác nhá. Không biết là cái tai này có bắt rời được không? Tai này. Em có chưa? À tai này tên tai niền không? Đó. Thường thì anh em sẽ là bị thiếu chiều sâu thôi, chứ còn bề ngang này thì gần như nó kích cỡ chung rồi. Đó. Đây còn chiều sẽ, nhiều bác sẽ xem muốn chiều đọt nòng này nữa đúng không? Giờ em đo luôn cho bác luôn. Đấy, 43 nhá. Cực kỳ gọn gàng đúng không bác? Đấy, công suất này thoải mái đánh cho cặp full từ 19-16 cho của các bác ở sử dụng gia đình rồi, hay là hai cặp 25 ở nhà các bác thoải mái dư sức luôn nhá. Về em đẩy Adni i650 Plus này, các bác muốn để em test nữa thì chắc là em phải lên video sau, bởi vì thời gian khá dài rồi. Các bác có nhu cầu nâng cấp sản phẩm, các bác liên hệ trực tiếp bên em có thủ cũ đổi mới các bác nha. Các bác có thể đổi từ Omni hay những sản phẩm khác lên hoặc con đẩy khác lên được. Anh em có nhu cầu mua trực tiếp về sản phẩm này, các bác liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại của bên em. Anh em đang xem video thì các bác nhớ cho em xin nút like, đăng ký kênh nhé. Xin mời các bác, xin mời em.